Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một nội dung đó là thức ăn cho chim bồ câu. Thì hiện nay á thì mình đang phục vụ cho chim bồ câu của mình hai loại cám. Các loại cám con cò C24 á thì mình đã giới thiệu với mọi người với bà con á chắc có lẽ cả chục năm nay rồi. Thì cái cám con cò C24 này cũng lại thuộc loại là cám gà đẻ luôn. Thì đây. Đây là cái cám con cò này. Thì có lẽ là cái cám con cò này rất là tốt, và khi mà mình làm video lên á, thì đúng là rất là nhiều người đổ xô đi mua cám con cò cho chim bồ câu và những loại gà các thứ khác ăn, và đặc biệt là chim bồ câu á, thì có thể nói là chim dòng cám này đôi lúc nó rơi vào cái tình trạng là cháy hàng luôn. Thì cả hơn chục năm nay rồi thì cái trại bồ câu của mình, hệ thống các trang trại của mình là đều phục vụ là cám con cò C24, nhưng mà 1-2 năm trở lại đây thôi thì mình đang phục vụ thêm một loại cám nữa. Ngày hôm nay mình giới thiệu cho mọi người biết luôn, đây có loại cám đây, cũng là cám gà đẻ luôn mọi người, SG17 nhá, cũng là cám gà đẻ luôn á. Thì cái tên của nó là Hy vọng mới và cuộc sống mới. Cái câu này có lẽ là cũng rất đúng đối với những bà con đang khởi nghiệp, đặc biệt đối với mô hình nuôi chim bồ câu. Mình sẽ có một cái hy vọng mới và cuộc sống mới luôn. Thì cái đây là cũng cám thuộc thành phần là cám gà đẻ. Tại vì khi mà mình cho chim bồ câu ăn cám gà đẻ thì nó cực kỳ nhanh đẻ nha. Muốn chim bồ câu đẻ nhanh hay không thì mọi người phải lựa chọn loại cám thích hợp. Và có loại cám này, tại sao hiện nay các hệ thống trang trại của mình đang chuyển sang loại cám này? Như mọi người cũng có thể thấy này, loại cám này nó mảnh hơn. Nếu như cám con cò C24 á thì nó là cám viên và dài bằng này, thì đây là loại cám rất mảnh, mảnh và nhỏ bằng này. Thì mình chia sẻ luôn là tại sao loại cám mảnh như thế này hiện nay đang rất được ưa chuộng. SG17 nhé, cũng là cám con cò, cũng là cám gà đẻ luôn. Tại vì khi con chim bồ câu nó ăn á, nó có một cái tính cực kỳ xấu, đó là nó lựa, nó mổ và văng cám xuống đất. Và cái việc này mọi người nuôi chim bồ câu là cực kỳ hiểu rồi. Thì cái cám gà mảnh này á, thì nó rất hay, đó là chim bồ câu ăn nó không gãy và nó hạn chế được cái việc là cám rơi vãi, rất hạn chế được nha, có nghĩa là cám không rơi vãi nữa và mình hạn chế được cái lượng thức ăn nó thất thoát. Còn cái việc trộn coi cám SG17 này như thế nào á thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn. Về kỹ thuật thì nó không khác gì cám con cò C24, nhưng mà khi mọi người mà muốn chim bồ câu mà ra ràng mà muốn nhanh làm thịt á thì mọi người trộn thêm cho nó một ít, đó là cám cám thịt á, thì con chim bồ câu ra ràng rất mập, đảm bảo mọi người trên 5 lạng 6 lạng hết. Còn đối với mọi người mà chế độ ăn uống đối với những con chim bồ câu mới tách mà mới làm giống á, hoặc là mới bắt về á, thì mọi người trộn chế độ cám và chế độ bắp phải khác nha. Ví dụ như là đối với những cặp chim bồ câu con mà mọi người muốn nhân giống á, thì tỷ lệ bắp là 6 và tỷ lệ cám là 4. Nếu như mà mọi người cho ăn cám quá nhiều thì sẽ hư cái bộ khung của nó và hư cặp giống luôn. Là chim bồ câu rất nặng nề mà mập mạp và đẻ rất ít và đẻ thưa. Và khi mọi người cho ăn bắp nhiều hơn á thì con chim bồ câu nó sẽ rất cứng cáp. Tại vì cái chất dinh dưỡng ở trong cám cũng đã rất là nhiều rồi, nhưng mà ở trong bắp nó có những cái chất dinh dưỡng nó sẽ khiến cho con chim bồ câu nó trở nên cứng cáp, lanh lẹ, và chất dinh dưỡng nó kết hợp với cám thì nó sẽ rất là ok. Đây là cái kinh nghiệm và kỹ thuật của mình nuôi hơn
hơn chục năm nay rồi, kênh Nông Dân Làm Giàu thương hiệu như thế nào đó mọi người cũng đã hiểu rõ. Thì ngày hôm nay thì mình giới thiệu cho mọi người cái loại, một loại cám ngừ mới đó. Thì hy vọng là nếu mà mọi người mà muốn hạn chế cái việc mà chim bồ câu ăn nó gãy á, nó rơi vãi xuống đất, mọi người cứ thử đi. À, cái này nó không có gãy đâu, nó ăn hết. Thì hạn chế được cái việc đó. Và cái chất dinh dưỡng của cái này với cám con cò tương thích nhau, nên mọi người có thể kết hợp hoặc là có thể thay đổi. Những kiểu lâu lâu mình thay đổi loại cám này, thay đổi cám kia, nhưng không phải thay đổi gì, không có khoa học nhé. Là mình chỉ đã, hiện tại mình đang xài hai loại cám này thôi. Còn bắp thì xay vỡ như thế này. Cái này là cho chim một câu bố mẹ ăn bình thường nhé. Là tỷ lệ cám với tỷ lệ bắp đều nhau 50-50. Và cá đây là cám này, cám SR17 này, nó mảnh nhỏ nhỏ như này mọi người. Còn C24 thì nó dài cả khúc như này. Thì nó xảy ra tình trạng nó hay bị vỡ. Tuy nhiên nó mảnh như thế này nhưng mà cám nó không bị nát mọi người nhá. Không bị, nếu mà cám mà vỡ mà như bắp xay hoặc mì xay á là không được. Tại vì cái đó là nó như bột rồi. Còn cái này là cám này không bị nát nhá, mảnh nào ra mảnh đó nhá. Vừa ăn, rất vừa ăn chim bồ câu. Và đặc biệt là nó vừa ăn cho những con chim bồ câu đang mới tập ăn luôn. Cám kia có thể to, còn cám này là vừa ăn đối với những con chim bồ câu mới tập ăn luôn. Rất là ok, mình chuyển sang cái loại cám này mình cảm thấy chim bồ câu con phát triển phải nói là cực tốt luôn. Rất hay và ăn cám này cũng rất nhanh đẻ. Đây không phải mình quảng cáo cho cám nhá. Tại vì mình cũng chả biết là cái cám này công ty nào sản xuất đâu. Không hề quảng cáo cho công ty cám. Và cái này là mình cảm thấy là cái loại cám này ok đối với chim bồ câu thì mình giới thiệu với mọi người. Và có lẽ là cái công ty cám này cũng phải nên cảm ơn mình. Vì có lẽ là tại vì cái kênh Nông Dân Làm Giàu của mình rất nổi tiếng từ Bắc vào Nam. Nên là không phải là mình khuyến khích anh em mua cái loại cám này đâu. Tại vì mình đâu có được trả tiền truyền thông PR đâu. Nhưng mà mình cảm thấy cám này ok. Thì mọi người cứ nuôi thử đi, cho ăn thử đi. Nếu mà nó mọi người cảm thấy nó ok thì mọi người cứ áp dụng theo. Tại vì nuôi chim bồ câu á, hoặc nuôi bất cứ một con gì á, thì mọi người cứ phải đặt việc lợi nhuận lên hàng đầu đã. Phải có lợi nhuận đã. Và hạn chế được cái việc thất thoát nguồn thức ăn rơi vãi ngày này qua ngày kia là cũng rất là nhiều đấy. Thì chim bồ câu nó ăn, nó phát triển tốt thì rất là điều cực kỳ đáng mừng. Và mình cũng rất hy vọng là bà con xem được video của mình thì bà con có thể có thêm những cái phương án để chăn nuôi làm sao cho nó thành công. Thì cái bà con nhớ lưu ý kỹ là thứ nhất là cái tỷ lệ trộn cám đối với chim bồ câu thông thường bố mẹ ăn này thì là bình thường 50-50. Còn đối với những thời kỳ mà nuôi chim bồ câu con ra ràng á, mà chuẩn bị thịt á, cho ăn thêm ít cám thịt. Hoặc là những cái con chim bồ câu nào mà nuôi là để làm giống á, thì cho nó ăn bắp nhiều hơn. Đảm bảo mọi người 100% luôn, chim bồ câu lớn nhanh như thổi và nhanh có lời. Và một điều đáng mừng hơn nữa mọi người có thể thấy là ở trại mình đó là bao đầu ra cho người nuôi. Nuôi bao nhiêu có trả lại cho mình. Mình thu hết. Không cần bắt giống ở mình. Muốn bao đầu ra cứ hợp tác với mình. Thì mình đều sẵn sàng để hợp tác với mọi người. Và video hôm nay của mình đến đây thì cũng xin tạm dừng ở đây. Và mọi người cảm thấy video của mình có nhiều thông tin hay và hấp dẫn thì cho mình một like. Và muốn mình làm nội dung gì comment bên dưới thêm. Hoặc là muốn hợp tác với mình thì cứ nhắn tin trao đổi với mình qua số điện thoại 096 114 2323. Website là nongdanlamgiau.com. Còn YouTube, fanpage đều là Nông Dân Làm Giàu, mọi người search cũng có thể ra. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nhé. Xin chào mọi người.